Nhiều người đi làm ở đây bán hàng rất là giỏi nhưng mà về nhà không tự, khi tự mở tự kinh doanh thì lại không bán được, em biết vì sao? Vì khi mình đi làm ấy, đi làm ở trong cơ sở này mình có kỷ luật, người luôn gây áp lực, tạo áp lực cho mình, nhưng cái áp lực đấy là áp lực tốt. Và mình có cái sự cạnh tranh. Và cái sự cạnh tranh nó phải kiểu con gà, phải hung hăng một tí, nó phải có tí ăn thua một tí thì nó mới phát triển được. Quá chuẩn luôn. Nó phải có tí ăn thua, nó phải có tí là thể hiện, phải khẳng định bản thân mình thì mình mới phát triển được, chứ còn gọi là vào một mình một nước, mình là giỏi nhất rồi thì thôi. Người ta cho em cái định hướng thôi, còn mẹ người ta mà đã giỏi thì người ta thuê em làm cái đéo gì. Người ta mà đã giỏi thì người ta thuê em làm cái đéo gì. Ghê chưa? Thực ra là cần, rất cần cái người định hướng rất là quan trọng cho các bạn đấy. Dù sao các bạn vẫn còn trẻ, mông lung. Nhiều người không hiểu được nguyên lý đấy em ạ. Nhiều người không hiểu được nguyên lý là mình muốn thành công ở một cái điểm cao hơn thì mình phải giúp đỡ người khác thành công như mình. Em nghĩ sao nếu ban đầu chị mới vào nghề thì chị là một người làm đi lên từ kỹ thuật. Chị đi lên từ chuyên môn, từ kỹ thuật chứ. Khi mà chị làm tốt cái đấy rồi, chị dạy lại cho người khác. Và chị sẽ học thêm những cái kỹ năng mới, có thời gian học thêm những kỹ năng mới để cover được nhiều việc hơn. Rồi học về bán hàng, học về bán hàng xong rồi học về tele rồi lại học về tài chính, các thứ, rồi mới sinh ra bộ phận kế toán, bộ phận tài chính. Rồi học cả về laser, rồi học cả về những cái nghiệp vụ khác. Rồi học về nhân sự, học về lãnh đạo thì thế bản chất là ông phải làm cho con người mình nó lớn hơn, mà ông muốn lớn hơn thì ông phải bàn giao bớt những cái cũ cho người khác thì ông mới lớn hơn được chứ. Quá chuẩn luôn. Thế nên nhiều người thì cứ sợ là mất nghề ấy, nhất là kỹ thuật viên, nhiều bạn, nhiều ông thợ lành nghề rất là lúc nào cũng sợ là mình dạy cho đệ của mình nó giỏi hơn mình, rồi mình sợ mất nghề, thế là tư duy sai hết ấy. Bản chất trong cuộc sống em muốn kiếm được nhiều tiền em phải giúp đỡ được nhiều người, chứ đâu phải tự nhiên chị thuê mọi người về mà mọi người đã là kỹ thuật viên giỏi, đã phải là ấy giỏi. Tất nhiên ví dụ ban đầu cái trình độ của chị như thế, đơn thuần ví dụ như nếu mà nói về kiến thức laser, ngày xưa đi học đi hành, ví dụ chị đi học xong cái trình độ năng lực của mình 5 điểm. Nhưng mà 5 điểm vì sao? Mình cứ phải cover quá nhiều việc. Giống như là môn nào cũng học làng nhàng ấy, thì laser nó chỉ được 5 điểm thôi. Nhưng mà khi break riêng cái ông trường đấy, chị chuyên ngồi bắn laser tối ưu phác đồ, chuyên nghiền ngẫm nghiên cứu. Còn mình ông làm mỗi cái việc bắn laser thì đương nhiên điểm của ông phải là 9,5 đến 10 điểm chứ.